Đó, nếm thấy không? Đó đó. Đừng cắn luôn ạ. Ôi, mệt quá. Để làm đúc và đốt anh em. Bự lắm anh em. Ngay chỗ cái đầu tay em chỉ này. Ổ này phải 3-4 lít ạ. À. Cho em thắng lên này. Đó. Nên thấy không? Hello anh em. Ổ thứ ba nha anh em. Đây. Ông anh mình không có phát hiện ra ổ thứ ba. Đây nha anh em. Đó, ô thứ ba nha anh em. Đó, cho anh em làm đúc đúc luôn. Hello anh em. Tiếp tục là xe đi kiến sự ông rừng. Bạn nhớ cái núi bên này không? Núi này nè. Đó. Núi hôm trước mình đi á. Hôm nay thì mình đi trong ngày. Mấy anh em. Thì mấy anh em mình mới dưới cái đồng bằng dưới đó mình lên trên này. Thì hôm nay mình đi có một ngày thôi, tại vì mấy anh em hôm qua đi có thấy phát hiện ông rừng nó đi ăn nhiều, có thể ông rừng nó về rất là nhiều, nên bên này mấy anh em mới lên này đi một ngày về thôi các bạn. Thì cái series lúc hôm trước có một cái series ký sự già ký sự ông rừng này nè, mình sẽ để cái link đây. Mình sẽ để cái mô tả ở đây, các bạn vô các bạn xem nha. Thì bây giờ mình đi, anh em đi. Anh em đi trước à. Đi nha anh em, lên đường. Thì tới nào rồi anh em lên tới chỗ để xe. Bây giờ mình để xe đây là mình lên trên đường dài trên đó. Đi xe hư xe đồ đủ thứ chuyện luôn. Mà đủ. Bể mình. Bốn người ba chiếc xe á. Anh này có bốn anh em đi. Như thấy này, nào là em lái lời những cái gì ta mất. Cái này mất luôn cái gì. Đấy. Dạ. Bốn người bơi thì mặc bao nhiêu cơm này, bao nhiêu ăn này. Không, em có đem mì tôm với lại xúc xích trong này này, đem xoong nồi trong này nữa, đem đồ nấu mình. Mình đợi xúc xích này. Hả? Đợi cái xúc xích. Nè. Đem đồ nấu trong này này lên nó nấu anh. Coi mình có nói dối thôi. Mình nấu thì mình đây là mình thiệt cái dối vậy. Mình có gì thì mình ăn đó. Cho thêm nước uống nấu mà. Đuối lắm các bạn, đi xe hư xe đồ mệt nó xa nữa. Khổ lắm chứ không ít đâu, làm ký sự, làm video rồi đi rừng đi núi rồi lặn lộ sông suối rồi mũi cái cán giác được tôi nói. Toàn an toàn là mật. Toàn thứ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà an toàn là mật chứ là uống sữa rồi. Minimum không không. Chứ đâu phải các bạn nghĩ đơn giản đâu, mệt lắm, làm mấy cái video mình thân qua là mình đam mê, mình làm ấy này kia chứ còn. Thực sự là YouTube nó trả bao nhiêu tiền hết. Không đủ đổ xăng nữa. Thì á. Đang lên Facebook á. Ừ. Đang lên cái nền tảng YouTube nó nhiều vấn đề lắm mà. Nói chung là mình làm vì đam mê thôi. Mấy anh em đi làm ký sự rồi quay lại mai mốt làm kỷ niệm chẳng hạn. Mai mốt về giờ có cái mà coi giới thiệu cho con cháu rồi đó nè, thấy cha mày không? Mày nó toàn luôn bây giờ giống mình quá. Toàn là chát chứ còn con nó bồ quà trong tầng phỏng mà biểu con toàn thầy miếu nó kìa. Tại vì hôm bữa hôm qua anh đấy, anh đi trên này á, nó có ong á, nó uống nước và lại nó ăn quê nhiều lắm bạn. Ổ này tầm khoảng 10 lít á, nên là bữa nay mấy anh em lặn lội lên đi lùng chứ chưa biết có ổ hay không nữa. Sao nghe nó còn có dễ ăn quá. Chục lít cũng coi, nói chung là cũng mình cũng ong cũng được chục lít. Đó. Bỏ công anh em chứ cũng mệt, mình không có. Mấy cái đó mình đi, mình chẳng qua mình đi cho vui, mình đi mình quay, mình ký sự chơi thôi chứ còn mong anh em có gì kiếm ít đồng, đi cá, ăn cá, ăn đồ. Thứ tâm kèo á, thì muốn miếng mình ăn vô luôn. Làm xéo vô đó gì? Ngày tối bữa trước anh em á, em giật rút, ngồi qua ai quê ăn nước á. Nhớ không? Ừ. Giật gì? Giật cho đây á. Chỗ ở đây ăn quê mà em. Ừ. Anh nói ăn gì? Anh em chuẩn bị chưa? Xong rồi lên đời chút cát. Đi. Nhớ cả mới rửa em vẫn. Nhớ chứ, sự quên tới mẹ nó nhét rồi. Khóa khóa giờ một cái sang em khóa chưa? Khóa rồi mà anh. Khóa rồi. Hello anh em. Hello anh em. Mới vừa ô tới đường dài nha anh em. Đi lùng sục
đang ở trong đường dài. Ve nhiều lắm ạ, mùa này mùa hè mà. Ve nó kêu nên nó hơi khá ổn ạ. Cái suối này nghe các bạn. Cái nước này. Hôm nó xuống đây nó ăn nước này. Có lẽ nó qua bên cái giống sình, bên đây có một cái giống sình này. Nó sẽ qua đây nó ăn nước này. Ây da. Bên này có cái giống sình bên này nữa các bạn. Cái ong sẽ qua đây nó ăn nước với lại cái phía bên này có cái hố rồi đó. Sẽ qua đó hố đó uống nước. Anh nào nước nấu cà phê rồi đây bạn. Còn ai không anh? Người ta cũng đi tìm ong nữa các bạn, giấu rồi mà. Ăn uống xong không dọn dẹp nữa. Thế này các bạn. Hôm qua anh xuống anh thấy cái giáo mì tương rồi chưa? Bên đây có cái dũng sình. Sình không? Đó. Nguyên dũng mình đó. Ông nó ăn nước các bạn. Có không anh? Có ăn nước không anh? Có nó ăn nước các bạn. Sao? Đây các bạn, mới bay lên. Đi nữa. Đi qua cái sáng dòng. Hút qua rớt rồi. Này nước này cho cái lỗ này. Có. Khi nào xuống liền liền đó. Anh thấy nó bay lên hướng trên này. Không biết đó. Đang hướng luôn ạ. Anh đi bình. Là hai con này, mấy hai con. Mình xác định như vậy thôi chứ còn chưa biết được. Để ngồi đây coi nó ăn nước như thế nào đây. Có nhiều lắm các bạn có thể thấy. Xuống ăn. Thấy nó bay mà. Đó. Không, em nhìn nó thấy nó bay. Ở trong này à? Ừ. Không, thấy nó bay nhanh, nó bay. Mình để sát vô mới thấy đó con kìa. Con ăn nước kìa, đứng đây thấy nè. Dơm là cho các bạn. Đó nó bay lên đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Nó bay đó. Cái này nước nhiều lắm. Đó, các bạn thấy nó bay không đó? Ngay chỗ cái tay mình chỉ này. Đó, con cái đích dần á. Nó đang ăn nước á. Thì anh em xuống đây coi nó ăn nước rồi nó bay hướng nào. Thì mình sẽ theo hướng đó. Nó còn sáng nữa mà. Nên em xác định là từ hướng nó ăn ở đây nó bay lên đây. Rồi nó bay ra đây. Hai hướng đó mà giờ không biết. Nên em theo dõi thôi. Giờ này cũng thưa ấy, chặt nữa à. Đây bay xuống rồi bên. Hả? Cái này bay xuống luôn á. Thì nó bay xuống rồi. Đây bao con này. Còn con nào? Mấy anh em nãy giờ xem cũng khá lâu rồi nè. Thì nó bay lên hướng đây là nhiều. Bây giờ mấy anh em vô đây bọc lên trên đó, nó bọc qua đây. Để hết cái dòng mọi thứ. Bây giờ nó ăn ít á, tí nữa nắng nắng nữa. Bắt đầu 10 giờ 11 giờ nó nắng xuống đây ăn nước á, các bạn thấy là nó y như là cái săn bóng vậy, nó y như cái hồ chợ vậy đó. Đó xuống đen luôn á, nó ăn ro với lại đông đó. Lấy tay hốt được luôn mà. Bây giờ nó mới sáng, nó còn chưa có khát nước này, chưa có nắng hung rồi. Thì cái mặt này xung con cứ hốt không á, không sợ nó chết rồi hốt không á. Thôi anh em lên được đây nè. Năm ngoái thì có một ổ cây này nha anh em, cây bự này. Cái ổ bự. Mà năm nay không thấy nó không về làm. Thì con đặc tính của ông là nó làm, nó sẽ làm một vị trí nào nó sẽ làm thường xuyên. Năm nay qua năm khác. Nếu mà cái cây bên này nó rậm á thì nó có thể nó làm ở xung quanh đây. Xung quanh những cái cây bên này. Mình sẽ tìm thử. Đi nha. Giờ mấy anh em tắng ra một anh đây.
Mồi luôn đây. Mồi ở dưới đây. Mình sẽ tán ra, đi kiếm ong các bạn. Mình sẽ tán ra, nhìn lên cây cao rồi mình lũ ngủ trong rừng. Mình leo cây luôn. Mình kiếm. Khổ lắm các bạn, sướng như nào. Các bạn coi mình. Mồ hôi là đổ. Tức áo. Mà mùa này mùa hè đó, trong rừng nó nóng thì không có miếng gió luôn á. Các bạn thử tưởng tượng mà nó nóng. Kinh khủng khiếp lắm kìa. Bạn phải lặn lội cố gắng. Thế em thấy đường mòn ra. Tìm kiếm có anh. Nói lên đường mòn á, em đi dạng đây là lên đó là bỗng em á. Rồi. Trên kia là vừa thằng. Đi anh em. Đây. Phát hiện hổ rồi anh em. Đây, lên cho này. Qua đây này. Anh em thấy ở trên bên đây. Mình mới vừa dưới kia lên chứ mấy. Mới dưới cái cây nãy nói. Lên đây thì anh em thấy ngộ rồi. Sao anh? Ở bên đây các bạn. Bự không anh Lạc? Cũng được hả? À? Phía bên này các bạn. Cũng được ha. Đây các bạn. Đó. 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 Nên mình lên phía trên quay cho dễ thấy nè. Đó nha anh em, này mình dôm lại nè. Đó, anh em thấy không? Đó đó. Cắn cánh luôn ạ. Ô, mệt quá. Để làm đút và đốt anh em. Làm đút xong rồi anh em, lên đứt. Ở đó chắc lít mấy á. Cũng khá ổn á. Và nha. Sáng ra lên được ổn như vậy là ok. Đi nè. Anh em chúng ta lên chuẩn bị đốt nha anh em. Mình đứng xa xa ra xíu chứ không là cứ xà xuống cái chứ. Nè. Ủa ông đứng đây mình dòm lại cho bạn thấy. Đó. À. Ủa ông đó. Thì anh ở dưới này anh leo lên. Đốt gốc leo lên á. Cây nữa rung á. Qua đúng. Có cây nào nhám, có cây nào xoan qua không? Nhám qua thử có cây nào để xoan qua không? Lên rồi nha anh em. Vô. Thở đi coi lá này. Ba đó. Dạ dạ nó đang 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 lên đũa, đang lên lên đang lên đũa. Này. Dạ. Dạ. Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? Có cắt được cái ấy thì cắt luôn ngang. Hả? Cắt được cái bánh thì cắt luôn ngang. Có quê không? Sĩ không? Có sĩ không? Cắt luôn đi. Coi ông nó bay ra rồi các bạn. Dày luôn ạ. Mấy anh mình xài đồ toàn đồ bảo hộ, đồ thô sơ không à. Chứ không có nón mũ bảo hộ. Nói chung là cũng cực lắm. Cũng nguy hiểm nữa. Súng này. Ế gì vậy? Thành quả đây anh em. Ít tấm lẹ. Tấm lẹ miệng lẹ sách lên. Tấm lẹ ra này sách lên. Nhiều quá chứ. Nhiều lít mặt à. Ừ. Nhiều quá chứ. Hát lại. Được rồi anh em, xong rồi đó. Tiếp tục hành trình.
Này đi nguyên ngày đi lòng đi sụt đi kiếm thôi chứ không có nghỉ ngơi. Hôm nay là kìa. Hạn chế nghỉ ngơi. Tiếp tục anh em. Ô ô bự lắm anh em nè. Mới phát hiện ra ô bự lắm. Ô một con bên dưới đó, nơi bên trên này luôn nè, đâu phải. Thế mình qua bên đây mình quay cho các bạn dễ thấy nè. Bự lắm anh em, ngay chỗ cái đầu tay mình chỉ nè. Ổ này phải 3-4 lít ạ. Mình cho anh Thắng lên nè, đó. Nên thấy không? Siêu bự, siêu khổng lồ. To. Để lên làm đút rồi là đốt anh em. Mệt quá. Mình chụp tấm hình coi.